Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Vua Hải Tặc. Ở tập trước thì mình đã có một trận đại chiến với con Monkin và nhặt được một cái trái tim của Monkin nè, cũng như là một bộ giáp cổ hoàng đế. Bộ giáp này thì cộng cho mình rất là nhiều cái thanh giáp cũng như là có bề ngoài rất là đẹp luôn. Ngoài ra thì sau khi trở về mình cũng có mở một vài cái rương kho báu và trong đó có những trái ác quỷ, đặc biệt nhất là trái Yami Yami Nomi hệ Logia nè. Theo như mình biết thì cái trái Yami Nomi này hiện tại đang thuộc sở hữu của Tứ Hoàng Râu Đen, là một cái nhân vật phản diện rất là mạnh trong One Piece luôn. Và đặc điểm của trái ác quỷ này là một trái bóng tối nên có thể hấp thụ thêm năng lực của một trái quỷ khác nữa. Tức là khi ăn trái này xong thì mình còn có thể bonus ăn thêm một trái nữa các bạn ơi. Cực kỳ xịn luôn á. Thế nên chắc hôm nay á thì mình sẽ quyết định ăn cái trái này để mình có thể thưởng cho mình thêm một trái quỷ khác luôn nhá. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu cái việc á là loại bỏ năng lực trái OPOP Nomi này đi. Sau một thời gian sử dụng cái trái quỷ này thì mình thấy đây cũng là một trái quỷ cực kỳ mạnh để phục vụ vào việc chiến đấu nè, có thể dịch chuyển rất là linh hoạt trong cái căn phòng này luôn. Nhưng mà thôi, tạm thời thì mình sẽ nhường cái năng lực trái quỷ này cho Yami Yami Nomi nhá. Rồi mình đã loại bỏ năng lực trái quỷ OP xong, giờ thì ăn trái Yami. Nó mình đã ăn xong rồi, cơ thể thì không có gì thay đổi nhưng mà phần trái quỷ thì đã thay đổi rồi nè. Về kỹ năng thì nó chỉ có duy nhất 3 kỹ năng thôi. Thứ nhất là Kuro Uzu, thứ hai là Dark Matter và kỹ năng thứ ba là Black World. Uầy, kỹ năng nghe có thể vẻ căng thẳng vậy, bật thử kỹ năng Black World coi. Ui cái gì vậy? Ui, bật kỹ năng thế giới bóng tối lên cái... Ui, chết rồi. À, khi mình bật lên nè, các bạn có thấy cái mấy bé trong này không? Bị hiệu ứng làm chậm nè, đào chậm và mù lòa luôn. Ui, được đó nha, cái này ha, dùng để khống chế kẻ địch cực kỳ tốt luôn á các bạn ơi. Còn kỹ năng thứ hai là gì đây? Dark Master hả? Mình sẽ chưởng ra thử coi. Ui, ui, kiểu như nó chưởng ra một quả cầu bóng tối các bạn ơi, không biết có mạnh không nữa. Rồi để mình sẽ dùng cái lục thức để di chuyển ra bên ngoài nha. Mình sẽ trang bị lục thức vào một cái đã. Đây lục thức là ghép bô nè, để có thể di chuyển linh hoạt hơn. Đây lục thức nè. Từ khi học được cái lục thức này á thì mình có thể thoải mái di chuyển mà không cần mấy bé bé có khả năng bay luôn á. Rồi test thử kỹ năng Dark Master nè. Ủa gì kì á, kết hợp hai kỹ năng thử xem. Ủa kỹ năng thứ hai này dởm gì vậy? Kỳ á ta. Ui chát quỷ, nghe nói cái này xịn lắm á mà sao kỹ năng nó dởm như vậy. Còn kỹ năng thứ nhất thì sao? Ui, ui mình nhân bản hay sao nè, mình quýnh cái con cua nó bị đen thui luôn á. Ui kỹ năng Kuro Uzu này mạnh ghê các bạn ơi, mình kích hoạt lên một cái né đó. Nó có cái dòng đen gì á, mình không rõ cái tác dụng của skill này là gì, nhưng mà khi mà mình đánh vào thì mình thấy rằng nó sẽ nhân bản ra thành hai con á, một con hai con màu đen luôn nè, đánh thử nè. Đó. Ủa hay là nó hút về ta? Con nhện bí này đi ra chỗ khác. Nhện bí đi ra. Hay là nó hút về đúng không? Ủa không, cái này nó hút về các bạn ơi. Cái này nó chỉ hút kẻ địch về với mình thôi à. Ui nhưng mà cái này là trái quỷ của kẻ phản diện á nên mình không hít cho lắm. Thôi giờ thì chắc mình sẽ dùng ghép bô để nhảy về nhà thôi nào, sau đó ăn cái trái quỷ mà mình thích nhất. Đó chính là trái Gomu Gomu no Mi của Luffy nhá. Thanh niên có thể nói là cực kỳ mạnh luôn. Đây trái Gomu Gomu no Mi nè. Mình sẽ cất những thứ không cần thiết vào bên trong trước khi ăn cái trái này nhá. Đây cất những thứ linh tinh vào trong nè. Thông thường á khi mình ăn một trái ác quỷ, ăn thêm một trái nữa thì cơ thể sẽ bị giật và lăn đùng ra chết đúng không? Nhưng mà khi mình ăn trái bóng tối vào, mình có thể ăn tiếp một trái ác quỷ vào như vậy mà không có sao hết nè, cơ thể như mình vẫn còn bình thường nè, không có mất miếng máu nào luôn. Và về phần trái ác quỷ thì nó đang kết hợp sức mạnh lại nè, Yami Yami no Mi cộng với Gomu Gomu no Mi luôn. Và kỹ năng thì sao?
Nó rất là nhiều kỹ năng luôn nha. Mình sẽ không dùng mấy kỹ năng bóng tối nữa, mình không thích đâu. Mình chỉ thích kỹ năng của trái Gomu thôi. Thứ nhất là Gomu Gomu no Piston nè. Thứ hai là Gomu Gomu no Bazooka. Thứ ba là Rocket. Thứ tư là Gatling. Thứ năm là có ghê luôn nè các bạn ơi. Nhưng mà những cái ghê này hình như mình phải có cấp bậc Haki cao thì mới dùng được hay sao á. Hiện tại mình chỉ mới có 3 Haki thôi. Quan sát nè, vũ trang với cái cường hóa kiếm á. Rồi giờ thì mình sẽ test thử mấy kỹ năng này nha. Đằng kia có mấy cái con cua bự bự kìa. Đây mình thấy có con cua bự cực bên đây nè. Qua test thử luôn. Đầu tiên là Piston trước nhá. Piston run. Ui, mất 6 máu của con cua bự. Ui cũng được quá chứ. Nhưng mà trước khi sử dụng mấy kỹ năng này thì mình thử coi mình có thể bật gear không nha các bạn. Thử ơi. Cái này là gear second này đúng không? Gear second. Ê bật được bật được. Ui gear second bật được nè các bạn ơi. Nó sẽ tăng cho mình tốc độ. Ui được nha được nha. Và khi sử dụng kỹ năng thì nó sẽ mạnh hơn một xíu nè. Wow, được 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 được. Tắt gear second đi. Bật thử cái này là gear third đúng không ta? Đúng rồi, cái này là gear third nè, bật lên. Quý cơ thể có thay đổi gì không? À hình như gear third thì mấy cái này nó sẽ to hơn thì phải. Đúng rồi. Bật gear third lên thì mấy kỹ năng của mình nó sẽ to hơn các bạn ơi. Ui, đúng là trái quỷ của Luffy có khác. Bình thường lúc mà chưa kích hoạt cái gear gear third lên á thì cái piston nó chỉ nhỏ xíu thì thôi đúng không? Nhưng mà khi kích hoạt gear third lên thì á, cái piston nó sẽ to cực luôn. Và trời cũng đang tối để mình ngủ một cái đi. Sáng thức dậy thì mình sẽ tiếp tục test năng lực trái quỷ. Đây đây đây. Trời đã sáng trở lại rồi nè. Bật à, ý. Hình như gear third nó hồi hơi lâu các bạn ơi. Đây, ý chết nhầm gear. Gear third nè. Piston. Ồ, cái tay bự cực và nó sẽ mạnh hơn luôn. À, cái này là Bazooka nè. Ui. Chưởng một cái chết queo con cua luôn. Và thử Rocket coi. Rocket. Ồ, Rocket mình có thể sử dụng để di chuyển luôn á. Nè, đu cái nè. Ui, chết rồi. Nó sẽ kéo mình lại các bạn ơi, cực kỳ đã luôn. Wow, và Gatling Gun thử xem. Ui, cả đống tay luôn. Wow, vậy là sắp tới mình có thể sử dụng ha, linh hoạt giữa các gear để tăng sức tấn công lên rất là nhiều. Được đó nha, đúng là trái quỷ của Luffy. Rồi và đợi cho cái gear 4 đúng không ta? Cái cuối cùng hình như là gear 4. Hồi lại đi rồi mình sẽ thử kích hoạt lên xem coi gear 4 sẽ cho mình sức mạnh gì. Nãy mình ấn nhầm kích hoạt mất tiêu rồi. Dùng tạm cái piston thường đi. Piston nè. Cái này mà đem đi cà kìa là hết sảy luôn á. Cà kìa nè. Cà kìa nè. Rồi rồi rồi. Gear 4 đã hồi rồi nè. Để bây giờ thì mình sẽ test thử Gear 4 luôn nhá. Kích hoạt Gear 4 lên. Ui. Kích hoạt Gear 4 thì mình sẽ được nhảy cao các bạn ơi. Ây da. Ui và nó quýnh mình không xi nhê luôn nè. À có. Có xi nhê nhưng mà ít lắm. Ủa. Hình như Gear 4 chỉ giúp mình nhảy cao hay sao á. Ừ hết rồi. Vậy là Gear 4 thì chỉ đơn giản là giúp mình nhảy cao hơn thôi à. Trong đây thì mình vẫn thích gear thớt nhất. Đây gear thớt kích hoạt lên một cái nè. Mình sẽ có thể sử dụng cái này là bazooka. Hai cái bàn tay á cực kỳ to luôn các bạn ơi. Dùng để đánh nhau rất là tốt luôn. Gatling Gun. Ui. Ui Gatling Gun nó to chưa nè. Trong đây mình đánh giá ghi thớt là mạnh nhất nhá. Cái này là trong mod pack quan bi thôi chứ ở trong phiên quan bi thì mình thấy ghi pho vẫn là mạnh nhất các bạn ơi. Ghi pho bật lên nhá, Luffy nhìn ha đô con cực luôn á. Rồi tạm thời thì mình đã biết được năng lực của trái Gomu là như vậy rồi, nên mình sẽ bắt đầu vào nhiệm vụ chính trong ngày hôm nay, đó chính là có một chuyến đi khám phá ở trên biển nhá. Hôm rày mình đi khám phá hướng 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 này là hướng hình như là hướng bắc thì phải. Ừ đúng rồi, hướng mình đi khám phá hướng bắc hơi bị nhiều rồi á. Để một xíu mình sẽ đi khám phá về hướng nam nhá. Hướng nam mình rất là ít khi đi khám phá luôn. Hy vọng rằng hôm nay có thể gặp được nhiều cái con tàu cướp biển cũng như là hải quân hơn. Và trước khi đi thì mình sẽ chế tạo cho mình một cái loại vũ khí mới mà hôm rày mình dự định chế tạo rất là lâu rồi. Đó chính là những cái canon. Canon có thể gọi ngắn gọn là đại bác á các bạn ơi. Mình định cà khịa mấy anh hải quân xíu mà hôm rày
trai mấy ảnh tiêu diệt mấy người bạn của mình hơi bị nhiều lần luôn á. Nào là mấy bé dơi nè, rồi đến mấy bé rồng, kể cả rồng Chinese cũng quất luôn. Nên ha, lần này mình sẽ trả thù mới được. Nhưng mà mình đã làm được K5 rồi, chỉ còn thiếu đạn thôi đúng không? Và đạn thì được chế tạo theo công thức giống như vậy nè. Mình sẽ làm tạm trước 24 cái viên đạn đi. Và cái canon này đặc điểm của nó là cần phải có thuốc súng để kích hoạt lên nữa, nên mình sẽ lấy một ít ở trong này, cũng như là dịch chuyển về làng coi coi mấy cái rương trong làng á còn thuốc súng không, để mình gom hết rồi sử dụng luôn. Đây nè, cẩn còn một stack nữa nè, vậy là mình có được 2 stack thuốc súng. Càng cua mình không cần, mình sẽ vứt lại vào bên trong, rồi sau đó trở về con tàu hải tặc của mình và lái bè ra khơi thôi nào. Tàu này thì nó bự quá nên mình đặt cái máy kích hoạt thuyền lên nó không có chịu nhận các bạn ơi, nên bắt buộc phải lấy cái bè rồi. Tuy hơi nhỏ nhưng mà vẫn đủ để mình có thể ra khơi và lên đường thôi nào. Cưỡi một cái, ê mà khoan, hình như cái ghế nó hơi bị ngược. Chưa, từ từ. Để mình chỉnh cái ghế lên cái đá, ngồi chéo nghe gì mà cũng ngồi được đó. Đây gì mới đúng nè. Rồi và cưỡi lên đường rồi nào. Đó, có được cái bè này mình có thể di chuyển lên biển rất là dễ dàng và tiện lợi luôn. Ui, ở đây có cá, mấy con cá voi nè. Thấy vậy chứ cá voi không băng hiện đâu. Đợt trước á, mình bị cá voi táp tới chết luôn á. Rất là nguy hiểm, táp một lần là tới 3-4 trái tim lận, nên phải tránh xa xa ra một xíu. Và như trên biển này còn có cá mập nữa hay sao ấy. Hôm trước mình gặp có một con cá mập mà, định săn cá mập để kiếm vi cá mập làm vũ khí á. Kìa. Đó, đừng kiếm con cá mập kìa. Nhưng mà thôi, tạm thời thì tha cho cá mập đi. Mình đơm cái tàu cướp biển này trước cái đã. Đây, tạm thời mình sẽ bỏ neo xuống nè. Rồi, các người chuẩn bị đền tội đi. Mình không biết là canon này nó có phá hủy được block không nữa. Tại vì trong mod pack này mình chưa biết cách fit lại cái lỗi không phá hủy được block các bạn ơi. Rất là buồn luôn á. Mình định cho tan tành với cái thuyền này mà nhưng không thành. Đầu tiên mình sẽ cho thuốc súng vào trước nha. Cho nhiều nhiều vào đi. Sau đó nạp đạn vô canon nè. Các người chuẩn bị chìm tàu nè. Và kích hoạt. Ủa kìa. Ủa ý, hắn vẫn còn chơi chơi kìa. Ủa gì kỳ ta. Ui, hắn còn ra đây nhìn nữa. Ê, tên này liêu, tên này liêu. Ê, hình như hết thuốc súng thì phải á. Để mình chơi. Ủa, trời, tìm thuốc súng. Ủa sao kỳ vậy ta. Chưa để. Ui, đừng. Nó chìm ngẫm á. Để mình đặt đây một cái điểm thảm nha. Điểm màu vàng đi. Rồi mình sẽ nhảy xuống dưới để lấy cái canon cái đã. Đây canon nè. Rồi sau đó dịch chuyển lên trên chứ không thôi mình không có canon để bắn tiếp á. Rồi sau đó thì mình sẽ loại bỏ cái điểm này liền. Và dùng cái lục hức để có thể trèo lên cái bùm coi. Trèo lên cái bùm một cái nè. Đây, để canon ở đây bắn cho người sắp mặt luôn. Gắn canon theo hướng này. Người chuẩn bị ha, chịu trận đi. Một lần thì tốn tới 4 cái thuốc súng lần á, rất là hao luôn. Và cho hắn một hit nè, người không chịu chạy nữa. Không chịu chạy. Không thấy tin cướp biển là như tin đó luôn á, gặp mình đứng trước mặt cái đầu đại bác luôn. Cho một viên vô nè. Đứng đó đi, rồi cho người chạy, đếm tới 3 cho người chạy đó, người không chạy là người chết nha. 1 2 3 Ý. Chết rồi, hụt rồi. Hụt rồi, phải dời qua đây xíu, dời qua đây xíu. Ừ, có ngon đứng đó đi, không sợ chứ gì. Được lắm. Cho vô một viên nè. Rầm. Bố tay mới tên cướp biển đi luôn á. Tuy mạnh thì có mạnh đó, nhưng mà IQ hơi thấp các bạn ơi. Đứng yên để chịu trận hả. Rồi, giờ mình sẽ dùng lục thức để có thể trèo lên con tàu này nha. Không biết trên này có rương chứa chát quỷ không nữa. Hy vọng là có rương chứa chát quỷ để mình đỡ một phần nào đó. Rồi đi xuống dưới nè. Ui, đi ra. Nè, Piston nè. Gatling gun nè. Bazooka nè. Bazooka, đừng đùa. Mình đánh mấy tên này mình không cần dùng dùng gear đâu các bạn ơi. Gặp mấy tên mạnh mạnh xíu thì mình hãy dùng gear cũng được. Này thì chống hả. Đóng cửa lại cái đi. Và trong này thì không có trái quỷ. Tiếc vậy ta, không có trái quỷ hả. Giận lên rồi, dùng bật ghi xét hành lên để chạy nhanh một xíu, đánh nhau cho nó dễ. Ý, nếu mà mình bật ghi xét hành thì mình có thể kết hợp với Soru để tăng tốc độ chạy hơn không ta?
ha, không biết có được không nữa. Hy vọng là được nha. Để một xíu mình sẽ test thử. Giờ thì chắc tắt ghi xét hành đi, để cho tốc độ chậm chậm xíu, dễ di chuyển hơn trên những cái con tàu, và nhảy lên cái bè hải tặc của mình thôi. Canon không biết lúc mình di chuyển nó có bị rớt không ta. Mình sợ di chuyển cái rớt cái canon thì kỳ lắm luôn á. Hy vọng là đừng có rớt nha. Rồi giờ thì mình sẽ kích hoạt con tàu lên cái nè. Biết canon có đi theo không nữa. Ui chết 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 chết. Canon còn bị dướng lại kìa. Trời ơi, không có dính canon heo rồi. Kỳ ghê á. Rồi dừng lại cái để lấy canon coi. Suýt nữa mất cây canon luôn rồi. À, nhảy lên đây. Nhảy qua đây một cái. Ây da. Rồi sau đó lấy lại cây canon nè. Nó lại chìm ngẫm nữa rồi. Để mình đặt đây cái điểm như nãy rồi xuống dưới lấy thôi. Thiệt tình luôn á, cái bè này nó không có hiện đại cho lắm các bạn ơi, nó chưa chịu nhận những cái món vũ khí mà mình trang bị vào thêm á, nên rất là tiếc luôn. Rồi hiện tại thì cái tàu đầu tiên mình đã đánh xong. Nhưng mà chỉ bắn hạ được có hai tên cướp biển thôi à. Đằng kia là cái nhà gì vậy? Chưa chưa, để mình vô đó mình kiểm tra thử đó là cái nhà gì nhá. Ui, và phía xa xa còn có một cái tàu hải quân nữa kìa. Một xíu mình sẽ cho mấy anh hải quân biết mùi cà nông là gì. Và trong cái nhà này thì có bánh kem hả? Ăn miếng bánh kem cho đỡ đói đi. Lên tầng trên coi. Trên này thì có một cái quyển sách. Cá chín. Ui cá chín lấy được nè. Mình sẽ làm thức ăn cho bé bé của mình á. Lấy cái feedback xuống coi. Đây, lấy feedback xuống và cho cá chín vào bên trong. Vậy là có thêm thức ăn cho bé mèo rồi. Và tiếp tục lên đường thôi. Không biết cái tàu bên kia là tàu bự hay tàu nhỏ ta. Ui, một cái tàu nhỏ thôi. Và trên đó có em Hippocam nữa. Ây da mà chết rồi. Mình bị bị rớt xuống nước rồi. Ây da, ây da, chóng mặt, chóng mặt, chóng mặt. Đi lên cái, đi lên cái. Ây dù, ôi dù. Hên quá, hên quá. Suýt nữa thì toang rồi. Giờ thì mình sẽ trèo lên và dê cái thuyền lại một xíu nha. Đây, dê lại cái nè. Và lái qua cái tàu hải quân thôi. Hy vọng bên cái tàu hải quân đó sẽ cho mình một cái rương chứa chát quỷ, cũng là cái rương đầu tiên trong ngày coi nào. Chứ cái tàu nhỏ nãy là không cho mình rương chát quỷ rồi đó. Hơi bị buồn luôn. Và trên đó có em Hippocam nên mình phải cẩn thận, nếu không thôi bắn nhầm em ấy thì tội nghiệp nữa. Mình sẽ... Ây da, ây da. Ui cái gì vậy? Ui đằng kia còn có cái tàu nữa kìa. Ui hơi bị đông á nha. Trời đang tối để mình ngủ cái đã. Rồi sáng thức dậy thì mình sẽ chẹo lên cái buồm của mình một cái. Giống như vậy. Nhảy lên gần luôn đi, áp sát luôn. Chơi một phát canon thẳng vô trong luôn nè. Canon rồi, đây canon đây. Tên nào đi ra mình sẽ cho heo. Thẳng viên canon vô mồm liền. Một ít cái canon vào. Đây 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 đây, đi ra đây. Dám ra đây, dám ra đây. Nhưng mà cái này nó đạp đạn hơi lâu á các bạn ơi, nên cũng rất là khó khăn á. Còn tới nào không? Ừ, có vẻ hết rồi. Để giờ mình sẽ đột nhập xuống phía dưới nha, để giải cứu cho mấy em. Ý, cái này là Barbie hai bố cám nè. Em này còn nhỏ. Ủa em này thì lớn rồi. Ủa ở phía dưới ai đánh mình đó ta? Lâu lâu mình cứ bị mất máu ấy. Ui hải quân, hải quân, hải quân, hải quân nè. Đó, cái tàu này thì lại có trái quỷ rồi, rương trái quỷ rồi. Phải như vậy chứ. Và cái này thì đồ ăn thức uống nên mình không cần cho lắm đâu. Và mình sẽ trèo ra khỏi cái con tàu này để đi đến cái con tàu kế tiếp nhá. Mục tiêu trong ngày hôm nay của mình là tìm ít nhất 3 cái rương chứa trái quỷ để mang về sử dụng. Không hiểu luôn á, cho đủ thuốc súng vào và kích hoạt. Tiếc ghê luôn á, mình không biết làm sao để fix được cái lỗi mà bắn canon hay là sử dụng năng lực trái quỷ cho nó mất block nữa. Mình muốn làm cho nó phá hủy được block cơ, nhưng mà mình chưa biết cách fix cái lỗi đó các bạn ơi, nên các bạn thông cảm giúp mình nhá. Và giờ thì tiến lại gần cái con tàu hải quân này thôi. Ui, xa xa còn có con tàu gì nữa kìa. Ui, được 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 nha. Tàu gì ta? À, lại là một cái tàu hải quân nữa. Ui mấy tên này liều đấy. Giờ dừng cái bè lại đi. Sử dụng toàn bộ năng lực trái quỷ để tấn công thôi. Nãy giờ dùng canon lâu quá. Dùng tay không chiến đấu luôn nè.
Nhưng mà trước khi vô trong thì ăn cái đã. Tại vì Luffy á cũng vậy các bạn ơi, ăn rất là nhiều trước khi chiến đấu luôn. Và mình sẽ kích hoạt lục thức lên nè để nhảy lên một cái. Sau đó bật gear gì trước đây? Không biết trong một lúc thì mình bật được nhiều gear không ta? Trong một lúc thì mình chỉ được bật một gear thôi. Gear này thì dùng để nhảy cao hả? Thôi chắc mình sẽ bật gear second đi, gear second thì mình sẽ có thể di chuyển nhanh hơn nè. Đó, và sử dụng những cái kỹ năng trong này. Cái tiên gắn. Ui, hình như sử dụng mấy cái gear đó nhiều quá nó bị crash game các bạn ơi. Mình vừa rút game vào lại mấy lần á. Ồ, vậy là cái One Piece này nó không cho phép mình lạm dụng cái năng lực trái quỷ nhiều quá. Nên chắc mình sẽ lâu lâu dùng một lần thôi, chứ dùng nhiều quá nó bị crash game á. Vậy là không được lạm dụng rồi, hên cho các người á nha. Rồi lâu lâu cà khịa vào một phát bazooka vô mặt liền. Mình thấy kỹ năng bazooka mà kích hoạt cái gear, đây mình sẽ kích hoạt cái gear thớt lên nè. Bazooka rầm. Rồi Gatlingan coi, Gatlingan. Ui, đúng là năng lực trái Gomu có khác, dùng Gatlingan nó tấn công trên diện rộng cực kỳ tốt luôn á mọi người. Ui, tên đô đốc chết rồi. Ui, tưởng thế nào, đô đốc yếu xìu. Rồi, và đánh tên này cũng như là những tên trong này. Rồi, mấy tên này chết hết rồi, để mình xuống dưới để lấy rừng kho báu nha. Đi ra trái khác, ui ui, chỗ này đông quá, mình phải kích hoạt gear thớt lên nè, và gạch tiến gần rầm. Quấn cả đám luôn á, cực kỳ xịn luôn các bạn ơi. Còn trái Yami thì mình chưa có rành á, nên mình sẽ hạn chế sử dụng để khi nào mình tìm hiểu về nó một xíu đi. Rồi mình sẽ bắt đầu sử dụng nó trong việc chiến đấu nha. Với cả là trái của gâu đen á, nên mình cũng không thích cho lắm. Đó, các bạn có thấy ý. Lại gớt quần rồi, mấy anh này quấn kỳ quá hả. Đó. Rồi, hết hai kỳ rồi. Ủa, hết gear rồi, tại vì gear nó cũng có giới hạn á các bạn ơi. Kích hoạt được một lúc là nó tự hết ha. Rồi, và tiêu diệt nốt mấy anh này, sau đó đi tiếp vào con tàu kế nha. Tàu này bự mà, ui, tàu này đóng vậy. Chết rồi, gear mình chưa có hồi nên phải dùng cận chiến thôi. Ui, các bạn có để ý là cái tàu này hơi bị nhiều hải quân không? Chắc là tại mình càng mạnh thì cái số lượng quân trong cái một con tàu nó sẽ tăng lên hay sao ấy. Mình thấy càng ngày thì mấy cái anh hải quân trong tàu càng đông á. Ui, ấy, có cái ủng nữa nè. Ui, mình gần đủ bộ luôn rồi. Sắp tới chúng mình phải sưu tầm nhiều nhiều đồ của hải quân quá. Mình gần đủ bộ đó nha. Còn ở nhà mình có nón luôn rồi á. Chắc sắp tới mặc đồ hải quân đi khám phá là bệnh ít xảy luôn á. Rồi ăn miếng ơi. Rồi qua cái tàu bên kia. Mong rằng là sẽ có năng có rương chứa trái quỷ bên trong. Ui, nhưng mà chưa hết mình thấy có con cua rồi đó. Mình sẽ vứt bớt những thứ không cần thiết, chẳng hạn như là mấy cái lướt bát dởm đi. Vì mấy lướt bát này nó không có rơi ra đồ xịn các bạn ơi. Và đột nhập vào bên trong thôi nào. Đầu tiên mình sẽ mở màn bằng một cái gear thớt nè. Sau đó sử dụng piston. Một phát piston là có thể kết liễu được một mục tiêu. Và đây là một tên đô đốc hải quân hả. Rocket. Ui. Ui chết rồi, mình trưởng cái đô đốc hải quân đi mất tiêu luôn rồi. Mạnh quá cũng gọi. Ủa còn trong đây mà. Ê chết rồi. Vậy là mắc kẹt hả. Nè Rocket nè. Ý không Piston. Rocket hộp nhưng mà Piston thì không có hộp đâu nha. Rồi và tiếp tục vào bên trong thôi. Này thì hải quân nè. Đột nhập xuống phía dưới để lấy trái quỷ trước. Rồi tính gì tính. Với số lượng đông như vậy thì mình nên dùng cái Gatlingan. Đó. Gatlingan khi mà chưa kích hoạt gear thì nó không có mạnh cho lắm. Nhưng mà kích hoạt được gear rồi thì nó có thể nói là một trong những kỹ năng để đánh bại những cái tên hải quân này nhanh chóng. Và trong này có Cola hả ta? Cola thì mình không phải là cái người máy á, nên không có uống cola thường các bạn ơi. Phải chi lúc đầu mà mình chọn bên người máy thì mấy cái chai cola đó là một thứ rất cần thiết đối với mình luôn á. Phải có cola thì mới có thể mạnh được và tiếp tục duy trì được cái năng lực ấy. Ui ui ui. Này thì đội trưởng hả? Đội trưởng hay quân hả gì? Chuẩn bị nè. Bật gear lên một cái cho người đếm mùi gát tinh gân. Ui, quýnh đô đốc hải quân còn rất dày ra ngoài luôn, không ngồi là mấy tên lính. Rồi, và đi ra chỗ khác đi.
Tạm thời mình sẽ gửi tạm cái bè mình trên đó và lên bờ một xíu, vì hôm nay á mình đang truy tìm cái căn cứ của hải quân á các bạn ơi, mình tìm mãi mà chả thấy đâu hết và không biết trên này có không nữa ta. Cái danh trại của hải quân rất là dễ nhận biết luôn á, đó là một cái tòa tháp cao cực kỳ luôn và nhìn sơ qua là ha phát hiện liền hả. Nhưng mà có vẻ mình chưa có duyên với khu vực đó hay sao á, tìm hổng gài mà chả thấy đâu hết. Ừ, cái đảo này cũng không có luôn rồi. Và đằng kia có cái tàu cướp biển hay gì kìa. Để mình sẽ đột nhập lên trên và chiến đấu thử coi coi có rừng chứa chát quỷ không nhá. Đây, lên trên nè. Ui ui ui. Và coi nào, một kiếm là một cái. Thiền trưởng hay tặc hay gì? Beaston Rum. Ý, hắn bật cái lục thức gì mà to vậy? Beaston. Ui ui. Ui. Hắn ngất xuống nước rồi. Ăn ở dưới nước kìa các bạn ơi. Beaston Rum. Ý, con bá máu. Cho người phát Bazooka Rum, chết luôn. Tức nha. Cái chỉ năng của trái gomu này á, toàn là tầm xa không à, nên mấy tên nào đứng xa xa mình đừng hòng mà chạy thoát. Lúc trước ăn mấy trái kia phải áp sát thì mới đã chiến đấu được, còn ăn trái gomu thì khỏi phải nói rồi, gần hay xa thì cũng quất láng hết trơn. Và trong này thì có một cái rương gỗ nè. Ui, một cái rương vàng luôn. Wow, một cái tàu hỏi tặc vào. Được được được. Mình sẽ vứt bớt những thứ không cần thiết vào trong lại và đi tiếp nhá. Và trước khi đi thì mình sẽ cho mấy tên này nếm mùi Gatlingen. Ấy da, chết, mặc nhầm ghê rồi. Gear 4, ủa gear thớt. Gatlingen Rum. Ủa sao chết có một tên vậy? Bazooka. Bùm. Cái kỹ năng bazooka này nó sẽ đẩy lùi mục tiêu đi các bạn ơi. Nhưng mà mấy tên này yếu quá nên nó chỉ văng sát ra thôi, nên không có thiền rõ được sức mạnh á. Chứ ở mấy chỗ chống chống nhiều khi đẩy một phát bay mấy trăm mét là chuyện bình thường á. Rồi giờ thì kết liễu mấy tên này và đi tiếp thôi nào. Quay hôm nay có vẻ bội thu rồi, được ba cái rương trong lúc mới đi khám phá. Và như thường lệ thì mình sẽ sử dụng cái ghép bô để có thể di chuyển về hướng nam tiếp nhá. Tàu thì mình đã neo rồi nên không sợ bị trôi đâu. Ui, cạnh đây còn hai cái tàu cướp biển nữa nè. Ui, một tàu cướp biển, một tàu hải quân luôn. Ý, 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 ý. Ui, các bạn có gì đó, có thấy cái gì đó sai sai không? Ủa? Ủa, cái này là tàu hết. Hải tặc hay là hải quân? Sao một lần treo hai cờ như vậy? Hải tặc thì ra hải tặc, mà hải quân thì ra hải quân chứ. Trời ơi, cái này phe chính giữa à. Rồi không cần biết, hải tặc hải quân cứ vô chiến trước đi. Thì ra hai cái tàu này nó bị dính với nhau các bạn ơi. Không biết xây kiểu gì nữa mà để tàu bị dính với nhau nữa. Bo cái tay luôn. Và trong này nó vẫn có rương cho mình. Có trái quỷ không? Ôi nhưng mà anh không có trái quỷ. Kệ không sao, tàu này không có thì qua tàu kia kiếm. Và cho các ngươi biết mùi Gatlingen. Ý, Gatlingen nhỏ quá, bật kia lên. Ghê thớt nè, Gatlingen. Ui, có trái gomu này hết nha. Sắp tới mình phải tận dụng tối đa năng lực của trái gomu này mới được. Ủa? Ủa chỉ có vậy thôi hả? Hai tàu mà sao có một phòng chứ trái quỷ vậy? Chắc ở đây còn phòng nữa đúng không? Ừ đúng rồi nè, trong đây vẫn còn phòng nè. Và phòng này thì không có trái quỷ. Sao buồn vậy, hai tàu mà không có nổi một trái quỷ luôn. Giỡn thiệt đó chứ. Thôi trời cũng tối rồi nên mình sẽ dùng cái bé giường này để ngủ một xíu nha. Để sáng thức dậy thì... Ê, có quái hả? Có quái mình ngủ trên không luôn. Đó, giờ mình có lục hức rồi á nên có thể vừa nhảy trên không mà vừa ngủ được. Đằng kia có một tàu hải quân và tàu hải tặc. Ừ, chắc mình sẽ qua hải quân trước đi. Hy vọng là hải quân sẽ cho mình rương chứa trái quỷ nhá. Rồi, đột nhập vào bên trong thôi. Chủ yếu là mình tìm những cái rương rương bạc với rương vàng thôi à. Chứ mấy cái rương gỗ thì nó dễ bị trùng năng lực mấy cái trái quỷ lắm á. Ồ, cái tàu này thì không có rồi. Sẵn tiện đang có vùng đất á nên mình sẽ lên đây để tìm coi coi nó có cái doanh trại của hải quân không nhá. Thì tình luôn á, hôm nay mình đang cố gắng tìm cái khu vực đó để mình có thể đại chiến một trận ha, cho ra hồn chứ. Mấy cái tàu cướp biển á thì hầu như mấy tên đó không có đủ khả năng để đánh bại mình rồi. Giờ mình đã có tới tận 2 năng lực trái quỷ cơ nên có thể nói mình khá là khỏe. Và hiện tại thì mình đang tới vùng sa mạc nè.
Wow, cạnh đây nó còn có một cái công trình gì rất là đẹp luôn. Mà trước khi vào bên đó thì mình sẽ xuống kim tự tháp trước. Hy vọng dưới này sẽ cho mình một ít cái thuốc súng để mang về xài canon tiếp. Rồi. Ui, một xíu nữa thôi là nó gớt ngay cái tấm áp lực rồi các bạn ơi. Cái này thì có vàng. Ý, được nè. Vàng mình sẽ mang về á để làm chìa khóa vàng. Và sau đó mình sẽ mở được cái rương cầu báu ra. Tiếp tục là vàng nè. Ui, trong rương còn vàng không luôn ý. Được, được, được. Giờ thì sử dụng gepo để có thể trèo lên trên thôi. Lục thức nè, nhảy lên. Ây da, cái này nó hơi khó nhảy một xíu. Rồi, đã có thể ra ngoài rồi. Và ra qua cái công trình bên đây thôi. Không biết công trình bên này là cái gì ta mà nhìn đẹp ghê luôn á. Giống như một cái lâu đài mini vậy. Trên này có đá phát sáng nè. Có đường xuống phía dưới luôn á chứ. Ủa nhưng mà nhìn cái cầu thang này quen quen á. Để mình trang bị bé bé mèo xuống đi để cho các bạn dễ dàng quan sát hơn. Không biết. À đúng rồi, công trình có bánh kem nè. Đâu rồi bánh kem đâu rồi? À không. À cái này là lăng mộ. Ui cái này là lăng mộ này các bạn ơi. Ui, không biết bên trong nó có gì không ta. Mình sợ thường thường trong mấy cái này yêu dấu kho báu lắm á. Thì được, để mình đánh bại mấy con này trước cái đã. Không biết phía dưới này có dấu kho báu không nữa. Ây da, mấy con này đi ra chỗ ta đang đột nhập để lấy đồ mà. Ui nè, có spawner với một cái rương nè. Để mình đập ra mấy cái này trước cái đã. Và ui, được một cái áo gì nhìn đã lạ vậy. Có xác xác thì thôi mình không lấy cũng được. Ui thì ra trong cái lăng mộ này có một cái áo bí ẩn. Ui, Tunic of Defense. Nó enchant dòng không xịn lắm nhưng mà nhìn nó rất là lạ các bạn ơi nè. Ui nhưng mà giáp nó yếu lắm. Nhìn lạ nhưng mà giáp yếu xìu à. Ý, cái phòng gì vậy? Ấy da, đánh lén, chơi mà đánh lén nữa. Ui, rơi ra cúp kim cương. Được, 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 cúp kim cương thì lấy tạm. Và căn phòng này có những món đồ khá là bình thường thôi. Ui, tiếp tục là một cái ngôi mộ. Ui, việc làm này không nên chút nào nhưng mà tại trong đây nó có đồ nên mình bắt buộc phải làm thôi. Rồi, giờ thì đi tiếp nào. Ui, trong này còn có nhện nữa. Mình tranh thủ khám phá nốt rồi mình còn lên đưa mấy bé cua để lấy aquatic pellet nữa. Biết bên đây còn cái nào không ta? Nãy giờ mình tìm được hai cái căn phòng chứa mấy cái ngôi mộ giống như vậy rồi. Phía này thì hết đường rồi. Ok, chắc là tại chắc là cái khu vực này á chỉ có hai cái công trình đó thôi các bạn ơi. Nên mình sẽ đi lên trên nhá. Chứ ở mấy cái chỗ này cũng không nên đâu. Đã vậy mình còn đào ra để lấy đồ nữa, bó tay mình luôn á. Ui. Ui, mình đi được một lúc mình thấy một cái tàu tàu cướp biển hình. Ở hình này là hình con gì ta? Ôi mà phía trước thì nó có cái đầu con skeleton. Đột nhập vô thử, còn có cái spawner của ai đây? Ui, cướp biển skeleton. À, băng cướp skeleton à, cho người biết sức mạnh của trác quỷ Gomu là như thế nào. Bà Piston Ram. Ui, một hit chưa chết nữa nè. Ui, tên này khỏe đấy. Bà Soka. Bùm. Mắc kẹt luôn rồi. Mình trưởng khoát cán gớt xuống khỏi tàu luôn các bạn ơi. Ghê thiệt đó chứ. Ở trong này có nón kim cương nè, lấy được. Không biết phía dưới còn đồ gì không. Ui cái này nó còn có cái ngục để chứa những cái tên tù nhân nè. Trong này có thức ăn thôi. Thịt thì mình có thể lấy về để sử dụng vào việc nấu nướng ấy. Rồi như vậy thì cái tàu này nó chỉ có vậy thôi hả. Tưởng đâu có kho báu gì xịn sò vậy. Rồi giờ thì mình sẽ tiếp tục đi loanh quanh khu vực này để coi coi có cái gì đặc biệt không nhá. Ui nhưng mà nhìn sơ qua cái này có không? Nguyên một đàn cua bự luôn nè. Để mình thử dùng cái gear thớt rồi. Chủ yếu mình dùng gear thớt thôi các bạn ơi. Và gạch tiếng gân râm. Ủa? Ủa mình nhớ cái chiêu này mạnh lắm mà ta. Kỳ ta. Dùng rocket thì nó chỉ để lười à, chứ nó không có thật, nó mạnh cho lắm. Ủa sao mình dùng cái này lên hải quân, mấy tên hải quân với hải tặc mạnh lắm mà sao vô bé cua này không có tác dụng cho lắm. Nhưng không sao, mình sẽ dùng cận chiến cũng được để có thể lấy được aquatic pellet. Rồi và được bao nhiêu đây, nãy giờ đánh top 10 hộp được có 6 cái.
Giờ thì được chín nó hơi bị ít á, chắc tại mình chưa có ép cái dòng looting vào cái cây kiếm các bạn ơi, nên nó rơi ra không được nhiều cho lắm. Ui, cái ủng may của mình á, nó bị hỏng mất tiêu rồi. Chết mình rồi. Mình đỡ làm mất cái ủng may rồi, uổng ghê á. Đó là một cái ủng có thể nói là rất là tốt luôn, giúp mình có thể vượt qua những cái lần mà rơi xuống nước á, vì nó có thể trèo lên một block kể cả dưới nước cơ. Rất là xịn, nhưng mà mình đỡ làm hư rồi. Nó yếu à, nó ít độ bền á, nên rất là mau hỏng luôn. Vừa vào hôm trước mình có nhặt được cái trái, à không, cái trái chuối nè, cái bé chuối. Phóng thử coi. Ui, phóng một lần 12 đám. Wow, chú giữ có khác các mọi người. Sức mạnh của trái chuối. Chọi một lần 12 máu lần á, đừng đùa. Hai chọi là chết một tên. Quay, được thì sự nha. Mình có thể sử dụng chuối để thay cung cũng được á. Giờ mới biết công dụng thiệt của chuối. Và mình sẽ đi xuống phía dưới coi, coi coi có mấy cái rương chứa trái quỷ. Wow, một cái rương vàng. Vậy là trong ngày hôm nay chúng ta có được hai cái rương vàng rồi. Thử cố gắng thêm một xíu coi coi có đạt được mục tiêu là ba rương vàng không nhá. Mấy tên kia thì mình sẽ không không có đếm xỉa đâu, mình sẽ tranh thủ đi tìm rương kho báu đi. Đánh mấy tên đó hồi hư đồ nữa thì ổn lắm. Đây 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 đây, bên đây vẫn còn một cái tàu hải quân nè, để mình qua mình khám phá nốt luôn. Có vẻ trong ngày hôm nay rất là may mắn trong việc tìm rương kho báu á, tìm được rất là nhiều rương vàng. À, đột nhập xuống phía dưới cho nó nhanh. À, căn phòng đây đây đây, căn phòng này đây. Có không? Ui, căn phòng này không có rồi. Buồn ghê ta, để mình qua tàu lân cận coi coi có không nhá. Ui, cái tàu này cũng không có luôn các bạn ơi. Buồn dữ người ta. Tàu này không có thì chắc tàu bự sẽ có nè, hy vọng là tàu bự sẽ có nha. Ui, và phía sau tàu bự còn có tàu cướp biển nữa cơ. Được được được, mà đầu tiên thì khám phá tàu bự trước đi. Ui, tên này hổn ta. Nhưng có biết ta có năng lực trái gô mù không? Ta có trái gô mù đấy, đừng có đùa. Một chiều ha, cốc kết của mình là tên đó văng hay dính dách luôn á, rất là mạnh. Đây đây đây, còn yếu mà ra gió, yếu mà ra gió nè, yếu yếu mà ra gió. Rocket. Tên lính đang bay mất tiêu luôn rồi. Rồi giờ mình sẽ đi xuống phía dưới để lấy rương kho báu thôi. Không biết có không nữa. Đây được một cái rương gỗ nữa. Trời ơi, ra rương gỗ mình lo lắm luôn á. Tại mấy lần trước mình mở rương gỗ toàn là bị trùng không à. Nên hy vọng lần này nó đừng có trùng nữa nha. Trùng thì mình tiếc lắm. Rồi giờ thì trời cũng đã khuya rồi á, nên mình sẽ lấy cái bé bé giường ra ngủ một cái nè. Ây da, ở đây có quái hả? Có quái thì tôi lên trời tôi ngủ, có gì đâu. À, sáng thức dậy thì tiếp tục đi khám phá tàu hải tặc thôi. Và chắc có lẽ đây là cái tàu cuối cùng nữa các bạn ơi. Và sau đó thì mình sẽ trở về để nghỉ ngơi một xíu đi, chứ hôm nay khám phá cũng rất là lâu rồi đó. Để coi coi dưới này có không. Ui, có luôn. Và không có trái quỷ. Tiếc thiệt á chứ, tàu cuối cùng mà vậy á. Thôi kệ, không sao, dù sao thì mình cũng đã có được tổng cộng là hai cái rương vàng và ba cái rương gỗ rồi, có thể nói là khá là nhiều cho một chuyến khám phá đó. Rồi giờ thì mình sẽ trở về nhà để dọn dẹp đồ cũng như là nghỉ ngơi một xíu trước khi bắt đầu chương trình mở rương kho báu nhá. Mình đã trở về nhà rồi các bạn ơi, và bây giờ thì mình sẽ lấy những cái rương kho báu ra cũng như là những cái voi vàng mà mình tìm được nè, đặt vào bàn chế tạo để tạo ra những cái chìa khóa vàng. Đó, được 8 cái dư luôn á. Rồi giờ thì bắt đầu mở rương kho báu thôi. Mình sẽ sắp xếp lần lượt theo thứ tự xịn nhất tới không xịn nhất nha. Đầu tiên thì mình sẽ mở trước một cái rương vàng đi, hy vọng rương vàng thì sẽ cho mình những trái quỷ hệ Logia thì càng tốt. Năng lực Logia sẽ giúp mình miễn nhiễm với sát thương vật lý á, nên sẽ rất là thuận lợi trong việc chiến đấu. Rồi giờ thì test thử thế nào. Đầu tiên là à, rương vàng. Ui, sao lại ra trái Yuki? Yuki mình có rồi, mình còn chưa kịp ăn nữa cơ. Vậy là bị trùng mất tiêu rồi. Đói chưa? Ý mà rương vàng mà còn bị trùng á, nên tỷ lệ rương gỗ bị trùng sẽ cao hơn rất là nhiều luôn. Nhưng mà kệ đi, đành mở thôi chứ biết sao giờ. Thử một cái rương gỗ nè. Nó trái chi du huyền thoại nè các bạn ơi, quá trời luôn rồi. Được ba trái liền luôn á, trời ơi nhiều dữ không biết nữa. Cái kế tiếp thôi, đó bị trùng nữa rồi. Hai trái sabi luôn rồi đó nha. Cái thứ ba trùng nữa là hơi bị nhỏ luôn á.
Tới cái rương thứ ba nó hết bị trùng rồi các bạn ơi, mà nó bị crash game luôn rồi. Xui thiệt đó chứ, được có ba cái rương gỗ mà bị trùng hết hai cái, còn một cái thì bị crash rồi. Cái rương vàng này mình nghĩ nó nhỏ tới đó thôi, chẳng lẽ cái thứ hai rương vàng mà nó cũng bị trùng sao, mình không tin đâu. Rồi mở luôn nè, nó ra chai mới rồi, chai này là Logia nha, Gatsu. Ủa, hình như cái trái này của nhà bác học điên đúng không ta? Ui, nếu mình nhớ không lầm thì hình như trái này của nhà bác học điên á. Nếu mà các bạn nào biết thông tin về trái này á, nhớ comment cho mình biết nha. Theo mình nhớ là vậy. Wow, một trái Hello Gia mới. Để sắp tới thì mình sẽ test những cái trái này ha, lần lượt nhá. Ui, hơi bị xịn luôn. Vậy là trong ngày hôm nay thì mình đã mở ra thêm một trái quỷ mới rồi. Mặc dù bị trùng khá là nhiều á, nhưng mà dù sao cũng có trái Gatsu Hello Gia. Mình mong rằng trái này sẽ tốt trong việc chiến đấu để sắp tới mình có thể test. Và bây giờ thì mình sẽ test lại những cái kỹ năng kết hợp với game thêm một lần nữa nha. Tại vì hồi nãy mình test mà nó chưa có rõ cho lắm các bạn ơi. Đầu tiên thì mình sẽ tìm một nơi thoáng đãng hơn một xíu đi, chứ cái tàu của mình nó nhỏ quá, không tiện test mấy cái kỹ năng đâu. Đây, qua cái khu vực này nè. Đó, sau đó mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn, chứ nãy giờ chiến đấu mình dùng nó tùm lum hết trơn á, nó không có mượt cho lắm. Đầu tiên thì mình sẽ test với kỹ năng Gear 4 trước đi. Nhờ Gear 4 mình rất ít dùng luôn á, tại vì cơ bản cái này thì nó chỉ giúp mình nhảy cao hơn. Và ui, Gear 4 là gear mạnh nhất các bạn ơi. Trời ơi, mình đã sai rồi. Ui, những kỹ năng khác nó sẽ phóng đại đến mức to nhất luôn. Wow, thì ra là vậy hả? Hồi nãy giờ mình dùng gear thớt thôi. Ồ, coi nè. Gear thớt đều giờ mình sẽ cho các bạn có thể so sánh nhá. Đầu tiên mình sẽ kích hoạt gear thớt lên nè, cái piston nè. Đó, nó bình thường vậy đúng không, nhưng mà cái piston của Gear 4 thì nó lại ha, có màu tím cơ, kiểu như nó có haki bên trong vậy á. Ui, xịn xịn xịn. Rồi, ý, ui chết tao, mình dùng ghi nhiều quá nó sẽ bị chóng mặt á các bạn ơi, vì kiệt sức á. Nè, nó đang bị giới hạn rồi nè, hiện tại thì mình đang bị màu đỏ rồi. Đợi một xíu cho nó hồi lại rồi mình sẽ test tiếp nha. Ồ, vậy là sắp tới mình phải cố gắng tận dụng tối đa cái Gear 4 thôi. Gear 4 của mình nó mới là mạnh nhất. Vậy mà lúc đầu mình không biết, mình cứ tưởng là nó phế chứ. Thì ra là Gear 4 là một cái kỹ năng cực kỳ mạnh, y như trong phim luôn. Được thực sự, nhưng mà thời gian hồi chiêu của nó cũng là lâu nhất á các bạn ơi. Và ở đây có con gì để mình test không ta? Thường thường ở đây á, sẽ có rất là nhiều cua biển, mà hôm nay không thấy con cua biển nào hết đó. Chắc tại mình có hai trái quỷ mạnh quá nên nó sợ sao rồi, hết dám xuất hiện luôn á. Đây, bay qua đây coi, hy vọng là bên này sẽ có nhá. Ui, tìm cua biển không có mà có con cá voi. À, đây 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 đây, cua biển đây. Đợt cua biển mà lần trước mình tha mạng nè, giờ mình sẽ test luôn. Bật Gear 4 lên thêm một lần nữa nè. Gear 4, kích hoạt lên một cái. Đầu tiên là Piston. Ồ, Piston màu tím đàng hoàng nhá. Kế tiếp là Bazooka. Rầm. Chết queo luôn. Kế đến nữa là Rocket. Rầm. Và cuối cùng là Gatling. Ui, chết rồi, hết gear rồi. Mình xài chiêu chậm quá, nó hết gear mất tiêu rồi. Không xài được Gear 4, mình sẽ xài Gear thớt. Gear thớt kích hoạt Gatling. Rầm. Nhưng mà nó không mạnh cho lắm các bạn ơi, không mạnh bằng xài cái gear 4. Nhưng mà cũng đủ để giết mấy con cua này. Nè 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 nè, con cá voi này bình tĩnh nha. Lần trước á quýnh tôi rồi tôi tha, bây giờ định quýnh tôi nữa gì? Tại con nước á nó không có trèo lên được các bạn. Mắc kẹt đi kìa. Thôi mình sẽ giải cứu cho nó đi. Đi 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 xuống nước đi. Đó. Đó, các bạn thấy chưa? Ấy, làm ơn mất quán không? Mình chỉ muốn cứu thôi mà cũng quýnh mình nữa. Thì cái tình luôn á. Ủa, mất tiêu rồi. Ủa, chạy mất tiêu rồi. Đó đó. Các bạn thấy cái voi trong đây không có thân thiện tí nào đúng không? Mình chỉ muốn cứu trong lúc đang mắc kẹt thôi mà vẫn nở tay hay ra tay sát hại mình chứ. Bó tay thiệt luôn á. Ở đây có bé mực nè, test thử bé mực luôn. Bật cam, ghi thớt là một cái. Piston. Rầm. Còn cá voi đằng kia. À, không không, con quái vật biển. Quái vật biển nè. Ui, cái tay nó bự chưa kìa.
Ấy. Ôi chết rồi, chết rồi. Bị chim ơi, bị chim ơi. Bé bé thôi, bé nhà. Về nhà thôi, về nhà thôi. Ui ui. Giờ mấy kỹ năng này cũng phải cẩn thận các bạn ơi. Vì có cái skill này là piston hay gì ta? À, cái skill này là rocket chứ, nhầm nhầm nhầm. Kỹ năng rocket đó sẽ giúp mình di chuyển đó, nên cần phải sử dụng cẩn thận đấy ông. Thôi xài sai một cái là lọt xuống nước, uống nước chết queo luôn á. Rồi và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã có thể ăn được hai trái quỷ mới, một trái là trái Yami Yami Nomi của tên Tú Hoàng Rau Đen, cũng như là một trái của thanh niên Luffy siêu mạnh của chúng ta. Và trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng rèn luyện thêm Haki để có thể tăng sức mạnh của những cái gear lên, vì tỷ lệ sức mạnh nó sẽ phụ thuộc vào Haki của mình đó, nên mình sẽ cố gắng rèn luyện sau. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.